Như vậy trong cái bài demo trang 31 chứ, này là 31. Như vậy chúng ta sẽ demo phần timer và project 3 trang 31. Như vậy thầy sẽ new một cái Java class demo slide để lấy 3 trang 31. Rồi chúng ta dùng cái timer với lại project 3. Extend reframe. Extend reframe. Mình thử xem là tí nữa mình cần đến cái action listener thì mình sẽ đưa đưa vào, còn tạm thời là mình chưa ha. Mình thử coi thử nó có yêu cầu như thế nào. Như vậy ở đây chúng ta sẽ tạo một cái hàm void init component. Rồi mình sẽ khởi tạo cho các thành phần. Mình để bên trong luôn, quên, để bên ngoài nó báo lỗi. Ở đây mình sẽ sử dụng hàm main và mình sẽ khai báo một cái init ở đây. Rồi mình có một cái hàm khởi tạo. Rồi trong cái hàm khởi tạo này mình sẽ gọi cái init. Rồi, cấu trúc của mình là như thế. Vậy trong này mình sẽ làm gì? Ví dụ các bạn sẽ set title cho nó. Set title. Copy cái này bỏ vô đây cho nó nhanh. Rồi set size. Nó size ví dụ như bài này mình cho ngang 400, cao 200. Rồi set location. Set default reframe chấm exit close. Rồi còn set gì nữa không? Set gì nữa thì tí nữa mình sẽ khởi tạo thêm. Rồi ở đây chúng ta sẽ demo slide trang 31 bằng new demo trang 31 chấm phẩy demo chấm set visible. Rồi như vậy chúng ta sẽ khởi chạy lên, rồi đảm bảo xong. Và nhiệm vụ của chúng ta bây giờ sẽ viết cái này chia thành 3 phần, 3 phần. Vậy chúng ta sẽ nghĩ đến việc là chúng ta dùng git layout hoặc là bạn dùng post layout hoặc là bạn có thể dùng border ha, border layout gì cũng được hết. Như vậy ở chỗ này mình sẽ dùng git layout đi, lưới đi, 3 dòng 1 cột. Rồi chỗ này khởi tạo chúng ta sẽ set layout cho nó new git layout 3 dòng 1 cột. Rồi dòng đầu tiên làm gì? Dòng đầu tiên mình sẽ đưa một cái text field. Text field, nếu như mà bạn để thẳng một cái text field thì nó sẽ tự động nó fill full luôn cái ô này. Đây ví dụ nhé, thầy ví dụ trước, ví dụ như chỗ này bạn sẽ cần ba cái là test fill, rồi nút bắt đầu, nút kết thúc và cái process 3. Như vậy bốn cái này mình sẽ thao tác ở nhiều vị trí khác nhau. Thì các bạn khởi tạo cho nó biến toàn cục giúp thầy. G test fill. G test fill. Mình sẽ để là G TXT time. Rồi một cái nữa là Z button, Z
BTN sạc phẩy C BTN stop, rồi một cái nữa là Z progress. G rồi Z 3, mình để G V Pro R G B G rồi Z 3. Rồi mình sẽ để ba cái bốn cái biến đó toàn cục, bốn cái biến đó toàn cục. Rồi bây giờ vô mình sẽ khởi tạo. Giả sử như bạn lấy GTT time bằng new GTT field, ví dụ mình để ở chỗ này một cái đoạn test trước đi ha, tìm tham ở đây, và chúng ta lấy add trực tiếp vào cái RAM luôn. Rồi chúng ta add trực tiếp vào RAM, chúng ta chạy thử. Như vậy thì cái test field của mình nó rất là lớn, nó fit luôn, nó fit luôn. Vậy chỗ này bạn có thể set cho cái này nó nằm ở bên trong một cái panel, GPanel. GPanel time bằng new GPanel. Rồi mình sẽ lấy cái GPanel time này nè, add cái GTT. Sau đó thì mình không có add trực tiếp cái retime mà mình add GPanel. Như vậy cái test của chúng ta nó nhỏ chuyện này thôi. Đó. Nếu bạn muốn nó rộng hết cái khoảng này thì mình có thể set cho cái retime của mình ở chỗ này. Test cho cái retest field của mình. String column, mình cho string và phẩy ở phía sau này, mình cho nó có độ rộng là bao nhiêu column. Ví dụ như mình cho là 30. Cho nó là 30, chạy lại. Rồi test field của mình nó có độ rộng là 30. Đó, nhìn nó sẽ dễ nhìn. Và tương tự như vậy, mình sẽ thêm hai cái nút ở giữa. Nếu mà thêm hai cái nút vào cùng một dòng, muốn thêm hai nút vào cùng một dòng thì chỗ này bạn sẽ dùng một cái GPanel GB button đi, GB button bằng new GB button GPanel để mình thêm hai cái nút vào. Như vậy mình tạo nút đầu tiên G button, ở trên kia mình có rồi, mình có cái hai cái nút rồi, bây giờ mình chỉ khởi tạo thôi. GBTN stack bằng new G button rồi stack rồi GBTN stop bằng new G button stop, thêm hai cái nút này, thêm hai cái nút này vào G BTN stack G B button chấm G BTN stop. Rồi sau đó thì add ký G button này vào cái RAM của mình. Đó, như vậy mình đã thêm được hai nút vào cùng một ô.
của GitPad. Đây, hai nút của mình. Rồi, mình sẽ tạo một cái project. Chú ý chỗ này. Nếu như bạn lấy cái C project của mình bằng new G project 3 thì trong này nó sẽ có, một là các bạn sẽ cho phép nó canh đó, tạo res 3 canh thê chiều đứng, canh thê chiều ngang đó. Rồi bạn có thể set min max, tức là giá trị nhỏ nhất của res này là bao nhiêu, giá trị lớn nhất là bao nhiêu, mặc định của nó là 100, 0 và 100. Rồi, tương tự như vậy. Đó, bạn có thể chọn cái range để cho phép nó tạo ra một cái project 3 lớn nhỏ ở chỗ này. Như vậy mình để mặc định ha. Mình để mặc định. Tức là từ 0 đến 100. Nếu trường hợp này bạn add cái project 3 này trực tiếp vào frame project 3 thì chuyện gì xảy ra? Nếu mình add trực tiếp vào đây, nó tạo cái rosset 3 của chúng ta full, full cái khúc này. Còn nếu mình cho nó nhỏ, mình muốn nó nhỏ lại thì mình lại thêm cái panel vào, rồi mình add cái rosset 3 này vào panel, được chưa? Đó, tùy. Rồi bây giờ tạm thời mình để như thế này và mình sẽ đã có xong cái giao diện. Nhiệm vụ của mình bây giờ là xử lý các nút. Như vậy mình xử lý là gì? Khởi tạo, mình sử dụng một cái timer, sử dụng một cái timer để khi mà bấm nút khởi tạo start thì cái timer của mình nó sẽ chạy. À, như vậy mình viết component ở dưới này xong, mình đã tạo được giao diện xong, thì đến đây mình sẽ khai báo một cái timer. Vậy khi mà bạn thay ra báo một cái timer, bạn sử dụng cái lớp timer của JavaScript. Ví dụ như mình chọn là T bằng new timer. Thì trong này nó sẽ hỏi nè. Nó hỏi in delay, tức là thời gian dừng lại, tức là cứ bao nhiêu lâu thì thực hiện cái timer này một lần. Bao nhiêu lâu thì thực hiện một lần. Vậy nếu bạn muốn 1 giây thì bạn sẽ gõ vô đây 1000. 1000 tức là mili giây. Và nó hỏi là cái listener, tức là nó sẽ lắng nghe xử lý ở đâu. Vậy trước đây, trước khi mà bạn khai báo cái timer này, bạn sẽ viết cho thầy một cái listener để lắng nghe cái sự kiện. Vậy chỗ này mình sẽ khai báo một cái action listener. Đó. Như vậy chỗ này mình sẽ sử dụng cái bên này. Các bạn sẽ sử dụng cái action listener để mà mình viết cái đoạn này. Action listener. Mình cho nó là listener bằng new action listener. Đó. Rồi, chấm phẩy. Action listener. Đây, như vậy là nó hết hỏi gì? Nó hết báo lỗi. Chú ý là sau cái action listener là phải có chấm phẩy nha. Rồi, trong cái performance này mình sẽ viết cái gì trong này? Mình bỏ cái này đi. Mình sẽ tự viết vô đây. Tự viết cái gì? Ví dụ, cứ mỗi giây, mình sẽ tăng cái project của mình lên một đoạn. Cứ mỗi giây mình sẽ tăng lên đoạn, mỗi giây tăng lên đoạn. Vậy thì đối với lại cái project của mình nè, project 3,
nó sẽ có cái hàm là get value, tức là lấy giá trị hiện tại, và có hàm set value là đưa giá trị vào. Đó. Như vậy mình sẽ dùng hai cái này để mình xử lý đến cái dữ liệu của chúng ta. Như vậy chúng ta sẽ set value cho, ví dụ như mình set value 30 đi. Ví dụ vậy. Rồi chạy. Coi nó làm gì. Như vậy đối với lại cái time của mình là mình khởi tạo ở đây rồi. Cái time này mình cũng khởi tạo lên trên luôn, bởi vì tí nữa cái nút của mình sẽ xử lý, mình cho nó toàn cục luôn đi. Time. Rồi. Bây giờ mình sẽ xử lý cái nút nè. Nút của mình là p gbtn stack .add action listener new action listener. Rồi, trong cái new này mình làm gì đây? Trong cái new này mình làm gì? Mình lấy t chấm stack bắt đầu. Đó. Khi nào mà nhấn cái nút stack thì khởi động cái t này lên. Và tương tự mình sẽ viết cho cái nút gì? Nút stop. Vậy chỗ này mình sẽ viết cho nút stop. Thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện t chấm stop. Rồi chạy thử coi. Chú ý là nó sẽ không nhảy đâu nhé. Mình chỉ set có 30 thôi. Thì nó đứng im chỗ đó. Nhưng mà mình chạy coi nó có được không đã. Rồi bấm start nha. Nó nhảy lên 30 luôn á. Đó. Và nó cứ 30, 30, 30. Nó đứng im chỗ. Còn nhiệm vụ của mình là mình muốn là cộng lên, cộng lên, cộng lên, cộng lên. Được không? Như vậy thì chỗ này mình sẽ xử lý thêm chút xíu chứ không phải là 30 nữa. Vậy thì đối với cái reset 3 này, mình sẽ lấy cái giá trị hiện tại cộng thêm một đoạn. Như vậy thì mình lấy reset 3 chấm get value, sau đó cộng thêm một. Cộng thêm một, chú ý nè, chạy lên bấm start 1 2 3 bắt đầu nó chạy. Nếu như mình bấm stop dừng, tiếp tục chạy chậm quá ha. Mình cộng thêm 5 đi. 5, 10, 15, 20 nó nhanh hơn. Có bao giờ đếm 5, 10, 15, 20 chưa? Không chơi trốn tìm hả? Không có tuổi thơ dữ dội hả? Rồi, ok. Và đến đây nó cộng hoài luôn. Nó không dừng. Như vậy mình phải xử lý cho nó nữa là nếu như đủ 100 thì dừng. Đó, thì chỗ này mình sẽ xử lý chỗ này. Nếu như C process 3 chấm get value mà còn nhỏ hơn 100 thì làm. Còn lớn hơn 100 bằng 100 thì không làm nữa. Rồi, làm gì nữa nào? Đó, trong này thì chỗ này chú ý luôn là nếu như mình muốn set cái thời gian, set thời gian thì bạn sẽ dùng cái symbol date format bằng new symbol date format.
và mình đưa cái cấu trúc vào. Tại vì ở này đó bạn muốn setup kiểu ngày giờ hoặc là kiểu ngày tháng năm tùy các bạn. Bạn muốn set gì thì bạn đưa vô đây để cho nó phục mét cái bạn nhu cầu. Ví dụ giờ pattern. Pattern này là các bạn lại nhớ đến gì ta? Giờ phút giây. Pattern này là biểu thức gì? Chính quy. À, nhớ đến biểu thức chính quy. Và chỗ này SD format chấm format, bạn sẽ dùng new tức là cứ mỗi thời gian thì nó lấy cái ngày giờ hiện tại, lấy cái ngày giờ hiện tại và làm gì, à nó format giờ phút giây, và nhiệm vụ của mình là hiển thị cái đó ra cái TXT của mình. À, như vậy mình lấy cái đoạn này mình hiển thị ra cái TXT của mình. Như vậy mình có cái gtest time chấm set test, mình đẩy cái này ra thì cứ mỗi giây nó sẽ tự hiển thị cái test của mình lên. Bấm start. Rồi. Nó lấy cái thời gian nó hiển thị lên cho chúng ta. Nếu như bạn muốn hiển thị cái đồng hồ này ở giữa hoặc bên phải hoặc chữ lớn thì các bạn sẽ format cho nó, ví dụ như là font. Rồi. Hết. Đồng hồ vẫn chạy. Bấm stop. Dừng. Bấm start. Ví dụ như mình thêm chỗ này cái nút reset nữa thử coi. Ha. Ví dụ như mình thêm nút reset thì mình sẽ làm gì? Thứ nhất là phần component của mình. Mình sẽ khai báo trên này thêm một cái nút nữa. GBTN reset. Và phía dưới này các bạn sẽ thêm vô đây GBTN reset bằng new GButton reset, rồi GBButton chấm add GBTN reset. Rồi. Mình đã thêm được nút reset rồi. Và đối với lại nút reset này thì chúng ta sẽ xử lý cái gì ở đây? Đây là nút stop. GBTN reset chấm add action listener new action listener. Rồi trong nút reset này mình sẽ làm gì? Ví dụ trong nút reset thì t chấm stop là điều chắc chắn ha. Mình sẽ dừng cái thời gian lại. Rồi mình sẽ reproset 3 chấm set value về 0 chẳng hạn. Rồi gtt time mình chấm set test, ví dụ mình cho nó về rỗng hoặc là mình ghi time ví dụ như thế, gọi là reset start bắt đầu stop dừng reset trả về ban đầu. Đấy, như vậy thì chúng ta đã control được giao diện mình muốn hiển thị cái gì, hiển thị ở đâu. Mình đã control được các cái nút này xử lý các sự kiện cho nó. Rồi, như vậy thì các bạn
hết sức chú ý nè. Tại vì cái này chúng ta đang xử lý sự kiện của button add và xử lý ngay trên từng cái nút, cho nên ở đây trong cái phần cái lớp của mình ở đây nè, mình không cần phải implement cái action listener này, không cần. Còn nếu như bạn muốn xử lý tập trung tất cả các actioner, mình đều đưa vô một cái performance để mình xử lý chung, thì trong chỗ này bạn phải implement cái action listener vô đây, tùy trường hợp mà mình sử dụng ha. Đó, chứ không nhất thiết lúc nào mình cũng phải implement nó vô, nhưng mà đường nào thì mình cũng phải import nó, bởi vì mình dùng đến nó thì mình phải import nó vô. Rồi đối với lại cái bài slide chỗ này, như vậy dựa trên phần này người ta còn có yêu cầu thêm là nếu như nhấn vào nút start thì xử lý sự kiện là lấy cái dialog hỏi là có muốn chơi hay không, nếu có thì chơi, còn nếu no thì không chơi thì thôi, thì bạn xử lý thêm hai cái nút này vào. Còn thầy thì chỉ demo cho các bạn đến đây thôi. Đó, xử lý nút thì giống như hôm trước chúng ta làm. Đó là slide 3, trang 31 của chúng ta.